Hey, ok, và chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với cái tựa game Trucker Up Aerobi 3 các bạn đó. Thì với cái tựa game này, hồi trước đó là khi mà cái nhà phát hành cho ra cái bản beta các bạn đó, thì mình có trải nghiệm thử cho các bạn xem đâu đó khoảng 4 tập, cũng như là một cái tập hướng dẫn cách chơi game cũng như là cách tải game các thứ đấy. Đó, thì ngày hôm nay thì tựa game gọi là chính thức ra mắt, nhưng mà ra mắt cũng rất là lâu rồi. Nhiều bạn comment trên kênh mình bảo mình chơi nhưng mà mình kiểu mình toàn cày game trên máy tính không ấy. Thì ok, hôm nay quay trở lại game điện thoại để chơi cho các bạn xem nhá. Nếu các bạn thích thì mình sẽ trải nghiệm thêm mấy cái tựa game khác trên điện thoại, hoặc là cái tựa các bạn muốn mình chơi thêm tựa game này thì cứ comment dưới, mình sẽ trải nghiệm thêm cho các bạn xem nhá. Và cái bản ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem, nó là một cái bản mod, tức là cái bản mà chúng ta sẽ có nhiều tiền cũng như là có nhiều kinh nghiệm để các bạn thỏa sức mua các loại xe luôn. Và cái bản này mình cũng sẽ để cái đường link tải ở phía dưới để các bạn có thể là tải về chơi luôn. Nó sẽ dẫn đến các bạn đến cái trang tải mod.com của mình ấy. Thì các bạn vào đó thì các bạn sẽ tải cái đường link này về, tải cái bản mod này về và cài đặt ra bình thường thôi. Tại nó là cái file AFG, APG gì đấy các bạn, ABF gì đấy, quên bà nó rồi. Ok, thì với cái bản update mới này thì mình thấy thì toàn bộ là nó được thêm tiếng Việt các thứ rồi nè, nó có tiếng Việt rồi nè. Đó, nên là các bạn nào gọi là không biết tiếng Anh thì chơi gọi là quá dễ rồi đúng không? Ở game mới vào thì các bạn thấy như là không có gì hết. Mình làm chơi sao đây? Mình cũng mới vào trải nghiệm rồi các bạn. Rồi vô lái xe thì nó cho mình tạo hồ sơ nha. Trong này thì nó có ảnh đại diện nè, logo công ty. Logo thì đổi được nè, logo công ty đổi được nè. Để lại logo cái khiên đi, đó, cho nó bảo vệ. Rồi tên tài xế vẫn là Quý đẹp trai. Và tên công ty là Nguyễn Quý Gamer. À Gaga. Bây giờ là mình có thể chọn được Gaga nè. Mấy cái Gaga này thì nó nằm ở đây là những tên những cái thành phố đấy. Ví dụ như là Frankfurt nè, Nancy, Nuremberg, Zurich, mấy cái này như là mấy cái thành phố ở châu Âu phải không ta? Hình như là châu Âu đấy. Munich này nè. Chọn thứ Zurich đi. Rồi, tạo hồ sơ. Giống bắt đầu kiểu nó giống cái game RTS 2 rồi đấy các bạn. Rồi, khi mà vào đây thì nó sẽ cho chúng ta mua xe. Quên rồi các bạn, cái bản mình đang chơi hiện tại là cái bản mod nha các bạn. Tức là cái bản mà không giới hạn tiền các thứ đấy. Nên là mình sẽ vào kiểu mình chơi bản này để mình mua nhiều xe hơn cho các bạn xem, để trải nghiệm nhiều xe hơn ấy. Chứ chơi bản cày mình không có thời gian đâu mà cày. Nên là không có tiền như này. Rồi trong này nó coi như là tổng cộng mình nghe nói là có 8 xe mới đấy. Đây là chiếc đầu tiên nè. Đây là con này giống con man đấy các bạn. Không biết phải giống con man không. Rồi qua con tiếp theo. Ở đây đây, con này đúng con man luôn nè. Con man TGX đấy các bạn. Ồ, những cái chiếc xe trong này nó sẽ được đổi tên hết nha các bạn. Nó kiểu không có bị dính mà không có bị ảnh hưởng bản quyền ấy, nên là người ta đổi tên để không bị bản quyền. Con này là con Scania nha các bạn. Scania. Rồi. Con này cũng một con Scania nhưng mà cái bản cao hơn. Đây là con Mercedes, Mercedes Benz đấy các bạn. Đó, một bản nè. Rồi, con này cũng mẹt nữa nhưng mà hình như mẹt mẫu cũ hơn hay sao ấy. Mercedes mẫu cũ. Rồi, con này thì là cái bản Volvo nha các bạn. Volvo bản VN nhìn giống Việt Nam ha. Rồi, đây là một con này là xe Ford nha các bạn. Ford là của Mỹ đấy. Ford các bạn. Ford là Ford gì mình cũng không rõ nữa. Rồi, gì nữa đâu? Còn gì đâu? Hết rồi à? Có nhiều nữa các bạn. Thấy con Ford này lạ nè. Chắc mình mua con Ford đi ha. Chứ mấy con kia mình chạy bên ETS2 nhiều quá rồi. Vì mình chơi bản mod nên là mình mua con nào cũng được hết các bạn. Bây giờ mình để coi có tùy chỉnh như nó được không. Hồi trước hình như là mình không có chỉnh được nhiều đúng không ta. Khung gầm. Con này thì nó chỉ có một bản là bản hai chân thôi. Một số xe nó sẽ có bản ba chân đồ nữa nha các bạn. Nên các bạn tùy mẫu xe là mỗi khác. Cabin không độ được nè. Động cơ. Động cơ con này cũng chỉ có một động cơ thôi, 500 mã lực. Hộp số thì ba bản nè. Nó đi gì đây. Mấy cái lặt vặt trên cái xe đổ được hết luôn nè các bạn. Nhưng mà con này sao nó đổ ít quá ta. Để mình quay về con Volvo đi. Volvo VN là thấy Việt Nam là thôi lấy luôn. Rồi đây con này đổ nhiều nè các bạn. Khung gầm nó có tổng cộng là 4 loại nè. Đây là bản hai cầu nè. Này cũng bản, đây là bản ba cầu. Đây là bản ba cầu nhưng mà hình như là cái cầu thứ hai này nâng hạ xuống được nè. Đây bản này thì bản
kiểu hai cầu và bạn chơi được kiểu ba cầu luôn, tùy ví dụ các bạn chở nặng thì các bạn bỏ cái cầu này xuống này sẽ thành ba cầu, thấy cũng hợp lý, thôi chọn ba cầu đi, mình nhiều tiền mà. Lo gì. Cabin nè, cabin thì mình đổ được mấy cái nóc, nóc cabin đổ được thấp cao vừa nữa nè các bạn, là mình chọn cao luôn đi nha. Động cơ thì con này có tổng cộng là rất là nhiều động cơ luôn. Thấp nhất là 420 mã lực và cao nhất là 750 mã lực. Ok, chơi thử cái động cơ mạnh nhất coi nó như thế nào ạ. Rồi, con này là hộp số thì thường ấy, nhiều bạn sẽ nếu mà muốn trải nghiệm thực tế thì nên chọn 12 số. Còn mình kiểu là mình nào giờ mình kiểu mình không quan tâm hộp số nhiều lắm nên mình thôi chọn 6 số thôi. 6 số nhá. Mình không biết cái Gatadier này là nó có khác biệt gì với cái này nữa. Thôi cứ chọn đại thử nhá. Rồi, phần bổ sung thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có thể thay đổi được rất là nhiều thứ luôn. Và về phần phía trước là các bạn có thể là thay đổi được màu nè. Màu cái khung gầm. Ồ, không phải màu các bạn. À, không phải, cái này là thay khung gầm kiểu bằng nhựa màu hay là bằng nhựa nhựa nhám. Đó, cái này là cái bảng dài hơn nữa nè. Nhựa à, tức là nó có nhựa ngắn và nhựa dài. Màu thì cũng có màu ngắn và màu dài, thôi chọn màu đi. Rồi đây là phía cái ca lăng phía trước. Wow, độ được nhiều thứ lắm luôn các bạn. Để nhựa này cho nó màu đen cho nó đẹp. À, khiên là cái gì? Là cái gì? Ồ, nó như kiểu một cái tấm ốp ở hai bên này ấy. Rồi, phía sau này là như là ca lăng ống khói ấy. À, không phải. Cái này là cái tấm chắn gió. À. Không đổi được ống khói à? Nãy gì đây? Không biết cái này gì luôn. Rồi, cái này là cái chắn bùn nè. Bên này cũng chắn bùn luôn. Dưới này là cái phần cái gì ta, gọi là cái gì ta? Gọi là cái ốp đi, cái ốp hai bên. Rồi, như vậy là xong phần phần gắn thêm cho xe, phụ kiện thì nó có gì đây? Ồ, có đèn, đèn đèn beacon nha các bạn, đèn beacon ở trên. Đó, gắn thử đèn màu vàng ở đây nhá. Có thể là độ thêm mấy cái đèn nhỏ nữa nè. Đó, các bạn có thể là gắn những cái đèn nhỏ nè. Ui, game này nói chung là thỏa sức sáng tạo luôn nha các bạn. Rồi, giờ làm sao lui lên đây? Rồi, xong được cái đèn. Còn đây là gì đây? Thêm cũng cái đèn nữa. Nhưng mà cái đèn này nó sẽ nằm vòng tròn nè. Các bạn có thể là độ tùy theo cái sở thích của các bạn. Nó rất là nhiều thứ luôn. Ui, game này nói chung update xịn thật sự luôn ấy. Vậy mà mình mới biết. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa, ngồi đậu đây giờ xong bấm lộn cái nó văng ra về mặt đỉnh đó rồi. Vãi. Thôi để mình độ lại cho nhanh nha. À, giờ mình quay lại mình độ cái đèn beacon thì nó lại độ thêm được cái đèn ở trên đó nè các bạn. Nó kiểu là khi mà mình chạy xe có thể mở cái đèn này để cho nó chớp 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 các thứ. Rồi. Sau này mình chọn xác nhận hay sao ta? Rồi xác nhận. Đó. Các bạn có thể là tùy chỉnh thêm rất là nhiều thứ trong này, nhưng mà nếu mà độ hết rất là lâu. Mình thấy đa số như kiểu kiểu là gắn đèn này nọ thôi. Đó, kiểu có mấy kiểu kiểu gì đấy. Nè, trên này cũng vậy nè. Đó, mấy cái này là mấy cái trắng các bạn. Mấy cái trắng bảo vệ. Đây là gì độ bên này đây, cũng là đèn thôi, mấy cái lặt vặt thôi. Rồi bánh xe thì trong này ô cũng độ được mâm các thứ nữa nè, lớp xe đồ các thứ nữa nè. Đó, độ ui độ từng cái mảnh nhỏ luôn. Rồi còn gì nữa không? Skin xe. Skin xe các bạn có thể là vẽ tự vẽ bên ngoài được luôn nè. Hay 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 hay. Là màu đỏ rồi. Nhìn nó có xấu không ta? Cái màu đỏ đi. Rồi. Không cho mình thay màu chứ à? Tại sao thay màu chứ? Thôi màu này đi, kệ đi. Rồi xác nhận. Thôi mua đi các bạn. Mua. Bạn có muốn chiếc xe tải này với giá này không? Không có hợp đồng. Tự lái. Các bạn có thể là mua về cho người khác lái hoặc các bạn tự lái luôn. Rồi thôi mua tự lái đi chứ làm gì mà có ai đâu mà lái. Rồi, hiện tại thì cái gara của mình đang ở Zugit nè các bạn. Thì có thể để được hai xe thôi. Cái gara mình đang còn nhỏ ấy. Rồi mình sẽ để ở cái gara ở Zugit luôn nha các bạn. Vào trải nghiệm game đó các bạn. Ôi rồi ôi, mắc gọi là gần 10 phút đầu mới mua được cái xe, khổ ghê được chứ. Nói chung cái game này trải nghiệm rất là hay ấy. Nói chung nó có rất là nhiều cái để chúng ta mò từ 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 luôn. Nó có nhiều cái mới ấy. Cái gì mà tải bản đồ lâu thế. Wow. Vào game này các bạn ơi. Xịn. Wow, đây là xe của chúng ta nhá. Công nhận đồ họa lên màu sắc đẹp đẽ thiệt sự. Rồi chúng ta bấm vào đây để bắt đầu động cơ gì nè.
Khó. Ủa, xe đề máy rồi đấy các bạn. Xịn chưa. Mình cũng không rõ là hiện tại cái game này nó có update cái gì mới trong cái cách chơi không. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lên mình lấy hàng hay sao ta. Hạ thắng tay xuống nè. Đổi góc nhìn vô cabin này. Đây. Đó. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ chạy thôi. Vô số D hạ thắng tay là giọt thôi các bạn. Mình lên đây lấy hàng đúng không? Các bạn thấy bên trái màn hình hiện tại mình có một cái vô lăng không? Thì hiện tại mình đã cài được cái vô lăng vào trong cái màn hình để lái rồi. Rất là nhiều hàng luôn nè các bạn. Chở được nguyên chiếc xe tải bự luôn nè. Wow, nhiều hàng lắm luôn ấy các bạn. Đó. Ui, kiểu giống mấy cái hàng bên ETS2 ha. Thùng xe ben rồi nè, hay là mấy cái thùng dầu rồi nè. Thùng xe bồn ấy. Và nó sẽ có cái đoạn đường đi nè các bạn thấy không? Đa số là đi từ thành phố này qua thành phố khác thôi các bạn. Ui, mình thích cái chiếc này quá, tại nó bự. Hồi lấy chiếc xe tải này luôn đi cho nó còn bự hơn nữa các bạn. Con này thì 53 tấn lần nha. Thời gian giao là như là 8 giờ sáng. Rồi ok, lấy lần đầu tiên chạy phải vận chuyển hàng khủng các bạn. Và đây là thông tin của chúng ta nha. Một cái món hàng này là xe tải khớp nói, đi từ Zurich đến Munich. Khoảng cách là 367 km à. Rồi, còn gì nữa không? Ồ, bên này có thông tin của cái công ty mình nè các bạn. Hiện tại thì mình đang level 1 à. Xe tải hiện tại thì mình chỉ có một chiếc này thôi. Các bạn có thể mua thì nó sẽ cấu hình vào trong này à. Trailer thì hình như là chưa ra mắt. Sau này chúng ta có thể mua được một cái thùng hàng riêng cho mình đấy. Người điều khiển như cũng chưa có. Sau này mình mua người điều khiển thì những cái chuyến hàng của mình ấy thì cho những cái tài xế này lái. Nhà để xe, tức là cái gara. Hiện tại mình đang có một cái gara Yugit hồi nãy mình mua nè. Nâng cấp nó lên được nè các bạn. Nâng cấp lên thì là 5.000 mấy. Rồi. Thường nâng cấp này nó sẽ gọi là có thể chứa được nhiều xe hơn nữa ấy các bạn. Hiện tại thì mình nâng cấp lên thì chứa được thêm một xe, đó này là 3 xe. Các bạn có thể nâng cấp thêm là chứa được 4 xe. Và nhiều nhất là 6 xe nha các bạn. Nhiều nhất là 6 xe. Đây, mình mở hết luôn rồi đấy. Rồi, còn cái chuyến thăm này là các bạn click vào nó sẽ đưa các bạn đến cái gara luôn ấy. Bán cái gara vẫn được nè. Ok. Đây là cái phần công ty mình thôi. Còn cánh giữa này là cái phần về xe cũng như là lịch trình của mình. Rồi, thôi đi. Ủa, có hàng chưa vậy? Ra ngoài coi coi. Ok, đây là thùng hàng của chúng ta phía sau cho các bạn. Bây giờ mình phải vô số G để mình lui lại mình lấy hàng. Ủa sao chạy không được ta? Rồi, ok. Rồi, các bạn cứ vào đúng cái chính giữa của cái thùng hàng là các bạn lấy được thôi. Ê, nhầm, quên số D. Chưa vô số nữa là đã chạy rồi. Khổ thân này chứ. Không biết âm thanh nó có bị lớn quá không ta. Để mình chỉnh cái âm thanh lại coi. Cài đặt nè. Đồ họa thì hiện tại mình đang để cao nè. Không biết có đẹp nhất cho ta. Phong tục là cái gì trời. Âm thanh nè. Đây, âm thanh xe tải nè. Mình kéo xuống tí nha. Để mình sợ bị ồn quá. Rồi, ok. Đây là đồ họa cho mình chỉnh maximum rồi đấy. Rồi, chạy ra nhá. Ủa đi bên nào đây ta? À, quẹo bên này. Đó, đó mình chạy ra cái này. Đó. Với cái tựa game Aerobi này thì các bạn biết rồi đấy, là một trong những game mà chúng ta có thể là thấy là cái đồ họa nó rất là đỉnh luôn. Ánh sáng nhìn nó chân thật hay các bạn. Đó, mình vô cabin mình lái coi. Đây. Bên này có cái chỗ gì nữa nè. Chỗ sửa xe các bạn. Xe hư có thể vào đó để sửa. Rồi đây là nội thất của con Volvo nha các bạn. Và cho nó trước mặt cái vô lăng thì chúng ta sẽ có thêm một cái màn hình để cho chúng ta có thể là xem. Ồ, đèn đỏ nha. Thôi giật mẹ đèn đỏ đi coi nó chữ nhiêu tiền. Rồi nhanh nè. Làm như nó lắc lắc game thì phải ta. Hiện tại mình không gõ cái FPS của cái tựa game này hiện tại là bao nhiêu nữa. Với cái bản mod này thì mình sẽ để cái đường link tải đến cái trang web tải mod.com ấy, để các bạn tải nhé. Tải về rồi cài đặt ra là xong các bạn. Nó là cái file ABS bình thường thôi. ABK chứ, phải không ta? ABK à, đúng rồi. Cái này đơn giản, các bạn cứ click vào web tải mod.com cho các bạn tìm cái tựa game Aerobi, chắc
Sucker up Aerobi đó, thì các bạn tải về thôi, đơn giản lắm. Sau này nói chung các mod xe, những cái mod app, những cái gọi là những cái tựa game mà bản mod đó các bạn, tức là những cái bản chết tiền, chết kinh nghiệm rồi ấy, để các bạn thoải mái mua ấy, thì mình sẽ up lên trên web tải mod.com hết nha. Nên là các bạn thấy mình chơi tựa game nào hay là thấy mình chơi các mod nào thì các bạn cứ thẳng lên thẳng web tải mod.com là các bạn sẽ tải được những cái game hoặc là những cái mod giống mình đang chơi thôi. Mình được up hết lên đó, tạo thành một cái nguồn thông tin để cho các bạn có thể là dễ dàng tải các thứ. Ủa bây giờ cái lộ trình mình nó còn bao xa vậy ta? Mình không biết cái lộ trình mình nó còn bao xa luôn. Mình mở bản đồ coi được không ta? Ủa sao không có cái bản đồ để coi vậy? À phía ngoài, ở phía ngoài nó sẽ có cái bản đồ đó. Trời đất ơi. Nên phóng xa ra coi. Nè phía ngoài nó có cái bản đồ nè, trên này nè. Nhưng mà cũng không biết là bây giờ cái bản đồ đó là chúng ta đi bao lâu nữa tới luôn ấy. Ôi ôi, cái chiếc xe đó vượt ẩu rồi kìa, phải chưởng. Gặp chiếc xe vận chuyển hàng hàng khủng mà gọi là không né các thứ mà nó còn vượt mình nữa các bạn. Vậy nó mới ghê chứ. Nó kìa, nó coi mạnh xe nào nấy vượt các bạn. Trời ơi, lái ở ngoài này nó hơi khó các bạn. Mình vừa phải điều khiển camera mà vừa phải đổi cái góc nhìn rồi vừa phải lái nữa. Thôi vô trong lại đi, khổ quá. Trời nó có gạt mưa nè các bạn. À, nhưng mà chừng nào trời mưa hả gạt, không có mưa gạt làm gì cho mỏi mắt. Ui ba chế độ gạt mưa luôn. Cái tựa game này mình nghĩ là nhiều bạn đã tải về chơi cái bản chính thức để gọi đúng không? Bạn nào đã chơi cái bản chính thức để gọi thì comment phía dưới cho mình biết nhá. Sao đường đi nó cứ giống giống nhau ấy nhờ? Không có đổi cảnh, không có nhà, không có cửa gì hết. Kiểu đi giữa đồng không mà. Ôi phía trước là chúng ta lại chuẩn bị lên cao tốc rồi nữa nha. Rồi lên cao tốc thì lên luôn. Chúng ta sẽ rẽ bên bên phải nha, để chuyển qua cái len. Ồ không có chuyển len gì hết, len mình đi là đúng rồi. Đây là len lên cao tốc luôn ấy. Rồi lên cao tốc nè. Uầy, tính ra cái xe này là 750 mã lực nha các bạn, mà vận chuyển 52 tấn này phải đúng không, 52 tấn mà chạy không lên được 60 km/h luôn, nó cứ cà bò hoài luôn ấy. Rồi mình sẽ nhanh trái nè, nhanh trái để nhập làn vào cao tốc nha các bạn. Đó. À, bây giờ ta chính thức lên cao tốc mà để mình test thì cái con này của nó chạy lên được gọi là tốc độ maximum là bao nhiêu. Chứ nãy giờ nó cứ 50 mấy hoài luôn ấy. Rồi 60 đó nha, chính thức lên 60 các thứ. 62. Rồi. Tốc độ đang lên đó các bạn, nhưng mà kiểu là xe mình nó chở nặng quá ấy. Nên là kiểu muốn lên cao hơn khó lắm. Nó hơi chậm thôi các bạn. Đó, bây giờ lên 70 rồi các bạn, ghê chưa? Lên cao tốc mình mới test được cái tốc độ như thế này chứ, mà những cái đường nhỏ như hồi nãy mà là test tốc độ sao được. Tựa game này nói chung cơ bản là các bạn thấy là nó đã rất là hoàn thiện rồi, rất là nhiều tính năng, ví dụ như độ xe hay là có gara, có nhà riêng này nọ đâu, rất là hay. Mà sau này update lên được kiểu là chơi online được đó thì quá đỉnh luôn đâu các bạn. Nếu mà chơi online được mình nghĩ là một những cái tựa game cực hot luôn ấy. Đồ họa nó thì các bạn thấy là khỏi bàn, khá là thực tế, rất là kiểu là nó màu nó kiểu nhìn như ngoài đời ấy. Game đã có tiếng Việt rồi, sau này mong là sẽ có thêm bản đồ Việt Nam nữa thì
quá đỉnh, quá đỉnh. Nhưng mà quay lại cái tốc độ để các bạn thấy là xe mình bây giờ nó vẫn là 74 à, 74, 75, không lên được cao hơn các bạn. Ở góc trên bên phải thì các bạn thấy có cái dấu ba dấu chấm này không? Thì dòng này thì chúng ta có rất là nhiều cái chúng ta có thể tự tùy chỉnh, mà mình đã hướng dẫn trong cái phần hướng dẫn trong cái tự game, cái cách tải và hướng dẫn chơi game ấy, cái clip đó đấy. Ví dụ như là mở phá rồi nè, cái chìa khóa ấy, rồi đèn ưu tiên, rồi hạ năng 20, rồi đưa về ga ga khi xe bị lật hoặc là bị hư gì đấy. Rồi gỡ cái đoạn, gỡ cái thùng hàng. Đoạn giới thiệu là cái thùng hàng đấy. Rồi chế độ năng lượng, tức là cái gì cũng gõ nữa, tiết kiệm năng lượng hay sao ấy. Rồi từ từ đến qua cái cua này để mình giới thiệu tiếp chứ mấy cua này mình vừa giới thiệu nữa chắc là hung cái con lương luôn. Hung con lương khỏi ga luôn. Cái này là như là mình nhớ không lầm là như là nó bật cái chế độ gọi là rip lock ấy các bạn, tức là sao ta, là bật hết tất cả các cầu nó đều hoạt động ấy. Còn cái chế độ bên này là đèn taxi, hình như là đèn khả năng là đèn nội thất hay là đèn cái bảng đồng hồ gì đấy, đèn đèn hiệu này, là cái đèn beacon mình gắn ở trên đầu ấy. Ô có đi bộ nữa nè. Ô như vậy là xuống xe được à? Ô cái này hồi trước có không ta, sao mình không nhớ, không có cái gọi là cái đi bộ này nó không có trong đầu mình ta, không không rõ, nhớ rõ hồi xưa nó có cái chế độ này không. Sao giờ mình cứ chạy hoài, khi nào mới tới chạy? Chưa, để mình coi coi. Menu chính nè, ở đâu rồi? Ở kìa, mình bấm lộn ra menu chính nha. Ở kìa, nó đậu đây luôn rồi. Mình phải để máy chạy lên lại à. Trời ơi, trời ơi, bấm lộn văng ra màn hình chính luôn, cái khổ ghê. Đang chạy ngon lành, mình muốn kiểm tra là cái xe mà nó chạy được bao xa rồi, là coi đâu ta. Ở đây đi. Vãi chưởng, chạy nãy giờ mới có một phần tư đường nữa các bạn. Ôi giời ơi. Thôi chắc clip này nếu mà để tránh bị dài quá thì chắc mình kiểu cắt bớt những cái đoạn lái xe này vậy không? Chứ mình lái ngồi lái xe hết cái đoạn nằm nghỉ các bạn hơi bị chán luôn ấy. Ui, các bạn thấy xe mình hiện tại đang chạy với tốc độ bao nhiêu không? Hiện tại là các bạn thấy là hiện tại xe mình đã lên được 121 km/h các bạn. Và hồi nãy mình có test là lên được khoảng 130 luôn, 130, 131 gì luôn các bạn. Đây, mình sẽ giữ cái tốc độ này mà mình tăng cái này lên nè. Rồi chạy cái chế độ mà tự động ấy. Ok, sao nó cứ giảm nó. Ê, chuẩn bị quẹo. Quẹo mình tính test 130 cho các bạn xem mà. Mấy cú quẹo rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình nhanh phải nè. Ui, giảm tốc độ các bạn ơi. Vô cua là mình chạy nhanh một cái là lật xe luôn ấy. Khi mà mình chạy nhanh đấy các bạn thì cái thùng hàng nó sẽ rất là chao đảo luôn. Tại vì nó nặng ấy. Ê. Trời ơi, kiểu mà còn chạy chậm vậy đó, mà ôm cua nó còn trao đảo nữa các bạn. Mà kiểu chạy hồi nãy mình chạy 131 km/h là mình đã lái nhẹ rồi, là cái thùng mềm nó lắc rung hết trơn các bạn. Kiểu là nó muốn lật ấy, nhưng mà mình cố gắng với thằng bằng nhất có thể để không bị lật. Rồi, ok. Đó, vô được đường nhỏ gì các bạn, vừa ra khỏi cao tốc luôn. Cái này giống như cái cao tốc thứ hai vậy. Ra khỏi cao tốc kia dẫn mình tới cao tốc khác nữa các bạn. Thôi kệ, vô đây mình lại test lại cái tốc độ các bạn. Xe nó lên rất là chậm, nhưng mà khi mà nó đã lên rồi thì nó lên được khoảng 130 luôn. Hồi nãy mình có test rồi, 130. Mình không rõ là nếu mà mình không kéo cái thùng hàng này nó có lên được khoảng kiểu 200 đúng không. Chứ mà kiểu cái xe mình độ lên 750 mã lực rồi các bạn, mà chạy kéo thùng hàng nặng nữa thì nó kiểu nó bị chì xe xuống ấy. Nguyên cái cua luôn. Xe này nó sẽ có cái chế độ gọi là cruise control đấy các bạn, tức là cái chế độ mà nó sẽ tự động
giữ cái tốc độ, giữ ga và giữ cái tốc độ cho mình. Ví dụ hiện tại mình đang chạy là 84 km/h, 85 km/h đi. Đó, mình click vô cái nút này nè. Đó, là mình không cần điểm ga nữa các bạn, và xe nó sẽ tự động duy trì cái tốc độ là 84 km/h cho các bạn. Các bạn có thể là tăng lên. Ví dụ mình tăng lên 100 km/h nha. Rồi để xe nó sẽ lên từ từ lại các bạn. Ở sao kẹt, sao mình thấy nó cứ xuống thế nhỉ? Có lên đâu ta? Mình không thấy nó lên ta. Tích vô nào mà sao nó không lên ta? Chế độ làm như nó bị hư rồi, nãy mình test được mà. Tức là khi mà các bạn chạy cái tốc độ mà ví dụ như 70 km/h, các bạn click vô thì xe nó sẽ giữ 70 km/h hoài cho các bạn, và các bạn không cần điểm ga nữa. Các bạn muốn lên thì các bạn muốn chạy nhanh hơn thì các bạn có thể click vào dấu cộng để nó sẽ chạy nhanh hơn các thứ. Nhưng sao giờ tự nhiên các bạn test hết được các bạn. Xe này các bạn có để ý không, nó sẽ có thêm hai cái mục, gọi là bên trái là cái giường ngủ nè, là cái đây là cái độ mà buồn ngủ của tài xế. Nếu mà hiện tại đang cao như vậy thì lái bình thường. Còn trường hợp mà nó đã hết cái thanh này rồi thì các bạn bắt buộc phải ghé vào những cái chỗ ngủ, chứ không là kiểu là nó bị chớp cái màn hình đấy. Tài xế nó buồn ngủ rồi nó bị chớp tắt cái màn hình, nên là các bạn thấy nó gần hết là các bạn vào những cái chỗ nghỉ ngơi, chỗ ngủ để đi ngủ là vừa rồi. Thường những cái chỗ ngủ là nó sẽ nằm ở những cái cây xăng này nọ. Mình không rõ là nó còn ở những cái địa điểm nào khác không, nhưng mà ở những cái cây xăng là nó đều có cái chỗ ngủ hết. Rồi cái cua. Vậy thường cao tốc người ta làm cái cua rộng như vậy đấy các bạn, để xuống cho nó ngon lành. Đến coi còn bao xa nó tới ta. Ồ, cũng gần đến rồi nè các bạn ơi. Rồi gán đi một tí nữa thôi là chúng ta sẽ đến ngay địa điểm của chúng ta để hoàn thành cái chuyến hàng ngày hôm nay. Quê, đây là cái đoạn dây cao thế này nha các bạn. Cái đoạn đường điện dây cao thế đấy. Nó sẽ có những cái trụ đấy, và những cái trụ đó thường các bạn sẽ thấy là nó ở Việt Nam cũng có rất là nhiều, và nó sẽ đi ở những cái đoạn đồng ruộng này nọ là nhiều, chứ nó không có đi vào những cái đoạn thành phố đông dân cư. Ở bên trái mà nó nhìn như kiểu là cái sông động ấy. Ê, xém ăn mẹ cái con lươn nữa rồi. Có tu bin gió rồi các thứ nữa nè. Bên này như là một cái chỗ để trồng trọt chăn nuôi gì trong này ấy. Ủa, nó có cái bình này là bình gì ta? Các bạn biết cái bình này là bình gì không? Không biết phải cái bình để dự trữ nước hay là này nọ. Ồ, phía trước có một cái chạm xăng các bạn. Đây, thường những cái chạm xăng này thì các bạn có thể là vừa đổ xăng và vừa ngủ. Thì mình coi chỗ này có chỗ ngủ không. Ồ, cái xăng này cái xăng nhỏ, không có chỗ ngủ nha các bạn. Và hình như là mình đã vào được thành phố rồi. Đây là như là thành phố Madrid gì phải không ta? Tính ra khi mà mình đi ở ngoài ngoại ô ấy các bạn, tức là ở ngoài cái thành phố ấy, thì không có cái căn nhà nào luôn. Vô trong thành phố thì mình thấy có nhà cửa này nọ nè, công ty này nọ rồi, còn ra ngoài chạy kiểu là toàn cây với đường nữa các bạn. Rồi ok, như vậy là mình đã vào được thành phố rồi nha các bạn. Và chúng ta chuẩn bị rẽ bên trái để về công ty. Thôi xong bà đó rồi. Thằng quỷ nó thắng gấp mình không biết các bạn. Trời ơi, đụng nó luôn rồi. Thôi kệ đi, không sao đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào công ty nha các bạn. Ồ, bên trái này là cũng có một cái chỗ để các bạn có thể là ngủ nè. Nè các bạn thấy không, đây là cái chỗ bãi đổ xe để nghỉ ngơi. Còn bên phải thì nó có một cái chỗ để sửa xe, rồi nâng cấp xe này nọ, hoặc là mua xe này nọ hay sao ấy. Nhưng mà mình đi về công ty mình nó nằm đâu trời. Hình như là cái công ty này, công ty phía trước nè. Thấy không?
cái xe ben này thường là nó sẽ làm ở những cái công trình, những cái mỏ, mỏ đá, mỏ than này nọ các bạn, những cái khu mà khai thác khoáng sản ấy. Kệ, chạy vô cái dính vô đây. Người trả số lùi lại, mình lui lại. Rồi, cái này chắc kiểu chở nó về kho hay sao ấy. Xe này mặc dù nó bự thì nó bự thiệt, chở đồ nặng đồ thì cũng chở đồ ngon lành các thứ, nhưng mà bù lại nó sẽ chạy rất là chậm. Ơ kìa, cái gì đó vậy, trời đất ơi, nhưng lạng vô cái cây à. Vì nó chạy chậm nên nó phải bắt buộc phải thuê một cái chiếc xe xe tải để chở nó về đấy. Khổ thân không, được cái này thì mắc cái kia các bạn. Ủa chả hàng đâu trời. À mình thấy rồi, mình thấy rồi. Đây, các bạn thấy nó có một cái khung không? Nó hỏi mình có bỏ qua cái bãi đổ xe không? Tất nhiên là không rồi. Từ từ, bây giờ là mình lại phải lui vào đây luôn đúng không? Ok, đơn giản, đơn giản. Từ từ để mình sửa thẳng lái xe lại coi. Chỗ này khá là rộng nên là cái việc đổ xe nó cũng khá là thoải mái. Rồi, dừng lại. Rồi, quá đỉnh, quá đỉnh. Rồi, mình sẽ lui lại nha. Lui từ từ thôi các bạn. Từ từ. Đánh lái bằng tay nên nó cũng chưa có quen lắm nha. Đánh vô lăng quen rồi, đánh lái bằng tay như vậy nó hơi khó. Mình cố gắng chạy vào để chậm chậm thôi, chậm mà chắc. Nó bảo đúng góc trailer gì rồi. Rồi, thẳng xe đây nè. Wow. Cơ bản là cái thùng hàm nó là đỉnh, đậu đúng rồi đó các bạn. Trong cái xe mình nó hơi quẹo quẹo một tí. Rồi nó tự gỡ ra luôn các bạn. Rồi xong rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi. À, chúng ta bị phạt cái gì đây? Có tiền bị phạt đó các bạn. Khả năng là như vượt đèn đỏ rồi hay sao ấy. Và chúng ta bị phạt 369.000 nhưng mà bù lại chúng ta được 6.000 mấy lần. 369 đồng mà lại được 6.000 mấy à, cũng nói chung cũng lời. Ngon lành. Ok, và như vậy là ngày hôm nay thì mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái tập tiếp theo của cái tựa game Trucker of Aerobi 3. Và các bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký ủng hộ cho kênh của mình. Còn bạn nào muốn mà tải cái bản mod giống mình đang chơi, tức là cái bản mà cái bản game mà full tiền thì các bạn có thỏa sức mua xe, mua gaga, mua này nọ các thứ, thì các bạn có thể là xuống phần miêu tả để click vào cái đường link đến cái trang web tải mod.com của mình ấy, để các bạn có thể là vào cái bài viết mà cái bản mod này các bạn tải về nhé. Nói chung là vào đó tải miễn phí hoàn toàn, các bạn cứ vào xuống miêu tả để tìm cái bài đó, cái đường link đó các bạn click vào để nó vào cái bài đó nhé. Ok, còn mình kết thúc ở đây, và nào hay đừng quên đăng ký kênh mình nữa nha. Bye bye, chào các bạn, một ngày vui vẻ. Yeah.